ai xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh đá Super TNT của mình. Vậy là các bạn đã xem được cái video cái chuyện ma ở Việt Nam vào năm 1992 ở Hà Nội rồi. Mình mong các bạn có những cảm nhận khác nhau về video đó, và điều quan trọng nhất là các bạn hãy đăng ký cho mình nha, để mình có thể đạt được 1.000 sub và một khóa nội tính năng mới của kênh mình. Và hôm nay là một video cực kỳ đặc biệt, đó là một sự pha trộn giữa chủ đề hướng dẫn và hài đó, như những video đó, những video trước của mình là có hai video mang chủ đề là hài và hướng dẫn đó. Hôm nay mình sẽ là một video pha trộn giữa hai chủ đề là video thứ ba đó. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn hai cái, đó là làm mì xào và sửa một chiếc xe thôi bị nói chung là bị mốt vậy. Trước khi bắt đầu làm video là các bạn nhớ đăng ký cho mình và để lại bình luận ở phía dưới phần comment nha, và nhớ ấn nút chuông để nhận thêm nhiều video hơn. Rồi bây giờ mình sẽ lên Auto Basic để kiếm những video hướng dẫn. Rồi các bạn chờ nha. Rồi sau một thời gian ngắn ngủi là cuối cùng mình đã tìm ra một cái video làm một món mì xào một cách đúng cách, rồi bây giờ mình sẽ lên làm lên xem cái Auto Basic này làm như thế nào nha. Rồi tìm bật bếp ra lên, phóng đại được âm thanh. Giờ chúng mình sẽ bắt đầu. Cái đầu tiên là mì xào. Quay. Mày cắt kiểu đó là cái dạ dày của mày, là dạ dày con cái hả thằng kia? Mày cắt kiểu đó sao mà ăn hả kia hả? Một cái chả to đùng vậy mà để một cái cà mà để một vài miếng cà rốt to đùng y chang ra cái gì vậy mà có bị điên không? Tiếp qua. Này là chậu Hà Lan, quăng vô, quăng vào, cô chó nó quăng mẹ nó vào, nó quăng, đó cắt, nó cắt nó quăng nữa còn lại vô trong cái thùng rác ra, còn nữa lại nó làm gì đây, xin tiếp gì đây, nó bỏ phần ngọn, nó bị phần ngọn gì rồi, nó quăng mẹ luôn à, nó cắt hết tất cả, quăng vô, rồi, chó nó quăng, chưa leo, cắt, chặt. Bọn vô, em nhìn ra. Rồi từ từ, tao chưa thấy một cái thằng nào mà nó giàu như cái thằng này vậy. Một nửa nó đem đi vô, một nửa nó đem đi dục. Mày nửa tháng nó bỏ vô cái tủ lạnh đi thằng kia. Rồi gì đây, nắm ra. Đúng như là nắm. Bọn vô, bọn mẹ hết. Gì đây, tao đọc cái món đổ chuồng. Bọn vô, tao văng hết rồi. Mở xuống anh tội quá, mày bỏ hành vô mà mày không rửa ăn thằng kia, mày ăn cái mày đau bụng thứ ba luôn rồi. Tao rau này dân Việt Nam mà tao còn biết vụ này mà mày còn không biết nữa, tội mày có thấy người không vậy anh thằng kia? Chả vậy nó còn nó lại chả vậy nó có dùng tay nó chặt nó không đứt nữa, tội nó ảo tưởng sức mạnh ra. Nó xúc bông men hay là xúc bông bao bồ dạ trời. Chết. Gì vậy? Gì vậy? Chính gì vậy? Tập. Quăng vô. Tập. Quăng hết. Quăng bắp vô. Quăng hết. Gì vậy? Cái gì vậy? Thì các cá tím. Gì đây? Sai chỗ này. Từ từ, từ từ qua coi. Từ đây, từ từ. Coi là vô lý ở chỗ này. Vô. Cà tím mà nó đập ra là vỏ trứng. Tàu. Mình tin với các bạn rằng là cái thằng này lúc đập cái quả cà tím lúc đó nó cắt xong rồi nó để vào trứng vô xong rồi nó đập, sau đó nó bấm, sau đó nó bấm lại đó, mình nghĩ là vậy á chứ đèo tiền.
Đúng nó không chứ không có vụ mà ATSM để mất đập hả? Tại tiếng ra thằng bỏ trứng hết. Cái đó nếu là như vậy thì thằng này là người mặt hành tinh rồi, chứ phải con người không? Tiếp. Mày làm gì vậy thằng nghe? Cái đồ ăn mày tưới cái gì mà mày tưới cái gì bậy bạ vậy? Ô cha. Ok, mày làm gì kệ mày. Mày chết luôn cũng được. Tao không cần tâm. Tiếp rồi. Đổ dầu vô. Đó nên chiên. À chiên trứng. Cái này hợp lý nè, là hợp lý. Như là hợp lý này nha. À cái này bất hợp lý. Để vô cầu tiêu á là hơi bất hợp lý á nhẹ anh thật kìa. Nha. Nó mà nằm có nghe sao thằng lý. Gì vậy? Một đống đồ á mà nó để vô một cái chảo nhỏ xíu à, mày cắt gì mà cắt như thằng khùng vậy? Mày nghĩ cái bộ mày mà hệ một hệ một cái hệ hệ sinh thái nó cây trồng nó trồng luôn á, đây là cái hệ sinh thái nó có luôn á, đây là bẻ hết của mình luôn. Bà nội đổ nó làm như cái gì vậy? Nó đổ với cái gì? Nó đổ giấm vô, giấm chua vô, đổ đậu vô, đổ gì vô? Đổ văn mày vô, văn sữa vô, văn thịt bò vô mà sao cái gì hả? Đâu? Đó, đó đậu không ra. Chị sao chạy đâu thằng này vậy? Trời ơi, tao cho đi muốn ăn một dĩa thì sao thôi mà. Chị bê à? Tại chỗ hả? Cái gì mà ngớt vậy? Trời ơi, tán con nhỏ trời ơi là trời. Con ăn con cá. Gì? Giờ tôi cầm đâu thì. Đó, như các bạn thấy á, là anh này làm một dĩa mì xào nha. Dĩa mì xào ban đầu mình tưởng á là nó làm cái dĩa mì xào to đùng mà. Đó cũng nó làm ra nó làm được một cái tô mì xào là có 10.000 á. Nó tốn hết mấy triệu đồng, nó tốn hết cái này đến cái nọ. Đó cũng nó làm cái tô nhỏ xíu nó làm nó phá không mà thằng quý. Rồi, ok. Thì vậy là chúng ta đã học được một cách làm mì xào. Nhưng đây không phải là cách đúng cách đâu nha. Nếu bạn làm theo ba mẹ, bạn quấn chết. Thành của mình là bao nhiêu rồi? Ok. Để cho qua thật nhanh luôn. Tại mà không còn nhiều thời gian nữa. Chúng ta sẽ xem mà chủ đề tiếp theo là sửa một chiếc xe bị móng méo. Xem mà. Đó thì chiếc xe bị móng méo mà. Anh đợi anh cho nó dính lại. Đọc phát cái chỗ đó cho nó dính lại. Đó, cho nó lại. Ôi, thằng kia. Ngon. Mày sợ cái. Mày sửa xe ô tô má má mày đập tổ chứ vậy hả thằng kia? Sao xe của mày đập hết lên tốn hết mày chịu vậy để mày mua cái chiếc xe mà xịn sợ vậy luôn á. Rồi xong mày ném trứng vô tổ đạo mày. Mày sẽ đạo trứng thì xong rồi mày ném ngày nào mày ném trứng. Tao làm video của tao, tao mở cái của mày lên rồi cuối cùng mày chỉ toàn là trứng với trứng mà. Chắc mày sẽ đạo trứng luôn rồi nha thằng kia. Nha. Rồi xong trứng đây. Trời ơi nó đập nát luôn xe luôn à. Trời nó đập nát kính xe. Trời ơi trời. Qua trời nó đập luôn kính đèn đèn pha nữa. Đập nát luôn à. Trời ơi kiểu này nó thành xe tá chế mất rồi. Trời ơi kiểu này nó cũng làm tá chế được đúng trời luôn á. Trời nó băng sữa vô. Trời ơi trời. Trời
có. Mà nó bán đúng luôn. Chúng em tới trung tâm tái chế xe nè. Đó. Cái này mép một cái xe luôn rồi. Đào nó thành do thành một cục luôn rồi. Đó. Ra bà nội mày. Đào. Cái xe nó tốn hết mấy triệu bạc mà đến ở tới trung tâm tái chế rồi nó nói chuyện em đó. Nó không tỏ ra lòng thương tế là đã vậy nó cầm cho một lần nữa nè. Đó nó mới thằng khùng của năm 2019 tại qua là tàu. Mình thua, mình sợ thằng này cực kỳ luôn đó. Hả? Video hôm nay của mình đã các bạn nhớ đây là like cho mình và nhớ đăng ký kênh của mình, nhấn chuông để nhận thêm nhiều video hơn. Và nhớ mình, và lần sau này mình sẽ làm thêm một số video khác. Tuần sau này mình sẽ làm video về một chủ đề mới, đó là ẩm thực. Rồi, tạm biệt các bạn.